Cái này là xe gì đấy? À? Xe gì đấy? Dạ lên cho em. Vulcanet solo cả thế giới. Solo. À, phiên bản solo 650. Phiên bản solo 3 thùng GV. Đây. Cực đẹp. Mở lên này cho nó thấy là không có kẹt này. Đấy. Ông khách quá nhiệt tình. Mở lên này. Rồi, ok. Vulcan bản solo. Tờ lưng luôn. Tờ lưng rơi chứ. Sau khi chỉnh thử coi.